quen gì mà vắng như cái chùa Bà Đanh nữa trời. Không có cái món khách nào. Vậy mẹ mà ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ anh đi chợ nào, nhờ em coi quén nè. Nói chung mày đừng có nói nhiều nữa. Điều tao cần mày giúp tao là bây giờ người đầu tiên mà bước vô quán mày phải bằng mở cách mày cản lại liền cho tao. Đừng có chỉ tới chỗ tao núp nha. Ok. Núp đây đừng có chỉ nha. Nhớ nha. Cứ trốn đó đi không có xeo đâu. Chủ quán à. Ê chủ quán đâu rồi? Núp vô, núp vô. Chủ quán. Chủ quán. Chủ quán. Em là chủ quán, đại diện chủ quán này là em. Đúng rồi. Có rượu. Cái gì vậy ông nào? Ê, ông say rượu như vậy chứng tỏ ông là cái người mà gây ra tai nạn đúng không? Sao mà ông tới đây ông kiếm anh tôi chứ gì? Tai nạn gì? Cái còn cái gì nữa? Tôi không có gây tai nạn. Hỏi có rượu không? Rượu cái gì? Ở đây không có bán rượu. Ê. Sao? Đi từ tham gia giao thông mà uống rượu như vậy là sai luật nha. Ông còn dám ông vô đây ông kiếm chuyện đúng không? Ê. Kiếm chuyện rồi tôi đập ông liền nha. Tôi đập ông liền nha. Đâu có tai nạn. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Đây là khách. Khách gì vô kiếm chuyện anh kìa. Nó vô quánh anh kìa. Nói kiếm chuyện tôi vô đây tôi kiếm rượu. Đúng rồi. Có rượu không? Mày sai rồi. Mày xin lỗi người ta đi. Ôi kìa. Hiểu lầm. Không phải là gây tai nạn hay? Không phải. Em sai đâu. Trời ơi, tôi mới là người sai. Ông có gì đâu ông sai. Em sai đâu. Em sai. Em xin lỗi anh. Trời, tôi đã kêu là tôi sai, còn ông đâu uống đâu mà ông sai. Em hiểu nhầm anh á. Anh muốn mua rượu, ở đây không bán rượu, ở đây chỉ có bán nước tương với nước mắm tao. Anh mua rượu ra ngoài đầu ngõ. Vậy sao nãy giờ ông nói sớm, vô tốn công tốn sức của người ta. Rượu. Ê, treo vậy. Ê, tao. À chị nhẽ vô coi ảnh bị xeo nè, bị người ta rượt quánh quá trời luôn á. Dạ, bị xeo á chị. Anh bị làm sao đây? Xeo vậy anh kìa, chị hỏi kìa. Đứa nào đuổi đánh anh? Cái quân nào mà đánh ảnh là cái dạng cái quân mà cái quân vô học á, cái quân không có văn quế, dạng đầu đường xó chợ là nên mới xử lý như vậy. Còn cái gì nữa, anh sợ cái gì? Mày có biết là người bị đánh chửi rồi đứng cái hồn không? Đây, đây là chị đây. Qua trời. À, chị đang đứng bên cạnh em đây. Em có thích chửi tiếp không? Ôi, vậy chị chính là cái người mà hành hung ảnh đó hả? Còn nếu mà không thích bị chửi thì mở tai ra nghe này, nhá. Không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có to hoác lên như thế. Mà anh chị. Cái vấn đề là thế này. Yeah. Tôi đang đi ngoài đường. Yeah. Tôi nhìn thấy ngay cái bản mặt này. Yeah. Đang ngồi uống cà phê với bồ nhí. Bà đang có bồ nhí luôn. Chứ sao, tôi nhào vào. Tôi rất nhẹ nhàng, chả làm gì. Đến rất nhẹ nhàng lật đổ cái bàn cà phê. What the? Sao tôi chửi thẳng vào mặt con kia? Ừ. Sao tôi tính nhào đến? Tôi chưa biết định làm gì nhưng tôi nhào đến con đấy. Thì anh ấy nhào ra anh ôm chặt lấy tôi. Ôm chặt xong con kia bỏ đi. What the? Con kia bỏ chạy xong tôi quay qua tôi ôm chặt lấy anh ấy. Xong anh ấy giật ra anh ấy bỏ chạy. What the? Xong hai đứa đuổi nhau. Đuổi nhau từ đây đến đây. Tôi thua, anh ấy thắng. Anh ấy về nhà trước. Đấy, bây giờ tôi lết đi theo. Đấy, chú nghe tất cả mọi chuyện xem là có hợp cái lỗ nhĩ không? Em nghe em rất là ngứa cái lỗ nhĩ. Đấy, ngứa cái lỗ tai dở sợ luôn. Đèn ông cái kiểu gì mà đi có vợ ra còn đi có bồ nhĩ. Anh nghe chưa? Không có khí phách của một người đàn ông. Cái kiểu gì vậy chị? Tôi tức quá, bây giờ tôi phải làm gì đi? Chị muốn cái gì? Chị muốn cái gì? Muốn xử lý ảnh đúng không? Ừ. Chị nấu em, chị muốn gì em có hết. Em có búa này, có kim này, có cưa này, có khoan này. Rồi có dây thần nữa, có roi điện, roi sắt, em có hết đồ người của em nhiều lắm chị, để em lên em lấy cho chị. Nói chung tôi chỉ muốn có một thứ thôi. Một thứ hả chị? Mấy thứ đấy phức tạp quá. Tôi chỉ muốn là mọi chuyện nó giải quyết một cách êm thấm và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hả chị? Có em có thuốc độc nữa chị. Cho uống chết luôn rồi. Chú chính ra. Anh ôm em đi. Em tha thứ cho anh. Anh vào đây,
Bây giờ không có bố mẹ nữa, bây giờ chỉ còn ta với nhau. Nói thật đi, con nhỏ đấy là thế nào? Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống. Em ứ ngồi, anh nói luôn đi. Em cứ làm, em cứ la lối lên, lỡ mẹ nghe thì sao? Bây giờ để anh giải thích cho em nghe. Anh biết cái này anh sai rồi, anh sai rồi. Em muốn làm cái gì anh em làm đi. Anh lại cái trò, anh nghĩ ra đây là một cái lỗi rất nhỏ, cho nên anh mè nheo, anh mếu máo. Anh bảo tôi quất cho anh vài roi xong là tôi tha cho anh à? Hả? Phải không? Em nhớ là giờ cao đánh khẽ nghe. Đừng có mơ nhá, để tôi kiếm con dao. Anh chưa thấy con nhện, anh thấy nguyên con ngựa. Con ngựa là anh nè, em đuổi qua. Bây giờ con nhện, bắt nó đi anh ơi, em sợ, em sợ nhện. Bước xuống mới bắt được, bước xuống. Em bước xuống nó cắn em làm sao? Nhưng mà em không bước xuống thì anh chết. Nhanh. Bắt nó đi nhanh lên. Muốn bắt thì phải từ từ. Muốn bắt nhện hả? Từ đây về sao anh đi cà phê có làm khó anh nữa không? Không. Bắt đi. Bắt vứt chơi cửa. Hứa rồi nghe. Cái gì đấy? Anh định làm gì đấy? Có sợ nhện không? Sợ. Anh định làm gì đấy? Nếu biết sợ thì ngồi ngay vào bàn và viết cam kết cho anh. Cam kết gì? Cam kết là từ đây về sau không làm khó anh nữa, để anh đi uống cà phê đàng hoàng. Ừ. Nhanh. Viết cam kết, nhanh lên. Anh giàu lên đâu. Tôi hứa là mỗi tuần tôi sẽ cho chồng tôi đi uống cà phê một lần. 7 lần. Nhiều quá. 8 lần. Còn gì nữa? Tôi hứa lần sau nếu gặp chồng đi với gái, tôi sẽ chỉ lật đổ bàn cà phê chứ không chửi con đấy. Không được. Phải khoanh tay chào hỏi đàng hoàng. Anh điên à? Điên không? Tôi chào hỏi lễ phép. Nhớ là lễ phép đó. Đã có bản cam kết trong tay, ta không còn sợ gì nữa. Đây có phải là cái bản cam kết mà con Nhã nó bắt buộc, nó buộc lòng phải để cho con đi chơi tự do đúng không? Đúng rồi, sao mẹ biết hay vậy? Mẹ thấy con thông minh, con nghĩ ra cái trò này đó. Mẹ, đứng lên. Mẹ không ngờ cái thằng con trai của mẹ bây giờ nó lại trở nên tác tệ như vậy. Trời ơi, bây giờ con bạo hành người ta xong, con còn ép người ta là phải chấp nhận cái thói trăng hoa của con như vậy hả? Đàn ông như vậy là không tốt. Đúng. Đàn ông việc phải học hỏi tôi nè. Tôi không bao giờ trăng hoa mẹ mèo mở gà đồng. Đúng. Về nhà đập vợ tao. Nít. Dạ. Tao đánh mày luôn á. Không trăng hoa, ok. Còn đánh vợ như nó là mày đánh con đó, nghe chưa? Rõ chưa? Vợ nó hư phải đập. Vô đây con, vô đây. Tội nghiệp không? Con nhỏ mong manh dễ dở như vậy nè, nghĩ sao mà đánh nó bạo hành nó thiệt rầm như vậy có được không? Con yên tâm, có mẹ bảo kê cho con rồi. À xin lỗi, tôi dùng từ giang hồ quá. Mẹ mà xin lỗi con, có mẹ chở che cho con không phải sợ bất cứ một cái gì trên cõi đời ô trọc này nữa. Từ đây về sau, nếu thằng Tú nó đánh con, nó ép con làm một cái chuyện mà ví dụ như là phải chấp nhận cái thói trăng hoa của nó, bất cứ giờ nào, phút nào, thậm chí 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, con cứ tung cửa phòng con ra. Con xuống phòng mẹ, con tung cửa phòng mẹ. Con báo cho mẹ biết sự thể là như thế. Mẹ sẽ lên đây mà đánh nó cho con. Hiểu chưa? Là anh ấy đuổi theo, anh ấy bắt con vào, anh ấy đánh nó thì sao? Con yên tâm đi, trời ơi, cái sức nó, hai thằng như nó không bằng mẹ đâu. Con yên tâm điều đó đi, nghe chưa? Tú, hứa chưa? Xin lỗi vợ ạ, nhanh lên. Chồng xin lỗi vợ ạ. Đó, con yên tâm đi, nghe chưa? Không khóc nữa, nghe con. Coi sao cho được á. Đây. Con chiêm nghiệm gì vậy? Con ngồi con chiêm nghiệm gì vậy? Chuyện gia đình người ta mà. Đi ra. Nè. Sao tụi nó còn quề nhau chứ? Là quề nhau đi.
Bây giờ thì đã biết mèo nào cắn mỉu nào chứ anh. Hồi nãy có mẹ ở đây là một đều, bây giờ bắt đầu là 2-1. Anh ra đây, anh quỳ xuống. Nhanh, quỳ xuống nào chồng yêu dấu của em, quỳ xuống. Nói đi, bây giờ anh không dám đi uống cà phê với bồ nhí 8 buổi một tuần nữa. Nói đi. 5 buổi cũng được mà vậy. 2 buổi thôi. Mẹ ơi, anh ấy đánh con. Không gặp bất kỳ một bữa nào nữa. Rất là ngoan. Còn bây giờ chuẩn bị 3-1. Cái gì mà 3-1? Em làm gì vậy? Anh biết cái này là cái gì không? Cái kim. Cái này là cái gì? À, cái kim à? Sẽ chỉ yêu mấy kim bên luôn kim. Anh biết cái kim để làm gì không? Cái kim... À, áo anh rách em may cho anh hả? Tội nghiệp quá, cái áo anh bị rách à. Nhưng mà em ừ có rảnh. Em chả có rảnh em khâu áo cho anh đâu. Em chỉ có rảnh để em khâu thịt của anh thôi. Đúng không? Cái da của anh ấy, cái thịt của anh ấy. Máu vụt lên. Lên đây ngồi. Lên đây ngồi, nhanh. Quy được. Không, lên đây ngồi cho bằng vai phải lứa với em. Nhanh lên. Cho nó đúng ngang tầm. Lên đây. Để này. Được, bây giờ nhá, cẩn thận làm cái gì nhá, phải để cho mẹ biết là anh đang đánh tôi, hành hạ tôi nhá, chứ không được để cho mẹ biết ngược lại, nghe chưa? Ý là làm gì thì làm mà vẫn phải giữ hình tượng đó hả? Đúng rồi. Kể cả bây giờ vợ có đánh anh, đúng rồi, có đâm anh, đúng rồi, anh cũng phải làm như là anh đánh em. Đúng rồi, anh phải làm sao cho mẹ lúc nào trong mắt mẹ em cũng là một cô tấm đáng yêu, một cô tấm ngây thơ mà vô hại. Chỉ có anh là cái kẻ mà khốn kiếp mà đánh đập vợ thôi. Sao? Thế là không được làm à? Anh ơi, tha cho em. Từ ngày xuất hiện con ở trong gia đình cô đó, cái thằng Tú con của cô nó nhiễm tánh của con là nó đánh vợ. Thề với con là cô dẹp loạn xong hết rồi đó, nhưng mà cô vẫn sợ là nó bị tái phát. Mà người ta nói cái dòng tái phát nó còn nặng hơn là cái bệnh đầu tiên nữa đó. Cô suy nghĩ lại đi chứ, mấy cái tính quánh vợ này là tự mình có chứ đâu phải là lây của người khác đâu. Với lại con nghĩ là anh Tú ảnh là người mày có học, có tri thức, làm sao mà đánh vợ được. Chết nè, khóc cái gì? Nín liền cho tôi. Tôi đánh là không được khóc. Để cho tôi khóc. Chết nè. Anh Tú quánh vợ. Trời, tôi chết rồi. Đó, thấy chưa, nó tái phát rồi, nó thấy chưa. Bởi vậy á, tao nói nè, ngay sau đây á là vợ chồng của mày á dọn ra khỏi nhà tao liền, không để nó giết vợ nó đó. Có phải lẩu của con đâu. Chết chưa nhỉ? Đau quá nè. Ây da, đau ngã. Đau quá. Ây da, chưa cái chưa ai á. Ôi, con không có được la. Theo cái mô hình mà như vậy á, để mà phân tích cho chính xác á, thì là hình như là con Nhã đánh thằng Tú chứ không phải thằng Tú đánh con Nhã, với bộ mặt thất thần và hốt hoảng như thế kia. Dạ đúng rồi. Theo cái phân tích theo kiểu thông tin lưu động thì cái nhạc chuông nó không khớp với hình chờ. Nhã. Dạ. Cuối cùng thì câu chuyện có cái kết luận như thế nào? Dạ, con chỉ đánh anh ấy bằng có một từ về tí tiện đợt theo thôi. Cái gì? Dạ, cái kim may đồ của mẹ. Con đâm chơi thôi. Ô, quá trời quá. Cái kim mà mẹ kêu là đâm chơi.